Anh Hưng có dây không? Chiều anh em mình kéo nhau phát nhỉ? Cái chiều kéo nhá. Xem ai thắng. Tỉnh không ấy, có mấy tấc bê tông. Của thằng ấy. Giơ dây vào hai xe đấu nhau sao nào, kéo xe nào được giật được đúng không? Đúng rồi. Rồi, ngồi đây.